Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ở cái clip này, mình sẽ chơi sự kiện điều ước giao thừa để liếm về bộ đồ mang tên là búp bê nhỏ. Nhưng mà cái này, nó chỉ là phụ phạch thôi chị em ạ. Mục đích chính của hôm nay đó là mình sẽ phục thù mối hận 7 tháng trước. Các bạn còn nhớ cái clip mình chọn lần trước mình chơi không? Ngày đó mình đã thua đau đớn trong tủi nhục, bị biết bao nhiêu người chê bai dè bỉu. Cứ mỗi một lượt xem clip tăng lên là lại thêm một người nhạo báng mình ấy. Cho nên là hôm nay mình sẽ trả lời đúng hết 100% câu hỏi để chứng minh cho các bạn thấy rằng mình đây không những là một thằng con trai đẹp trai, manly, mà lại còn chơi game đẳng cấp. Lào, câu hỏi đầu tiên, vạn sự khởi đầu lan, gian nan quyết không lãn bên này. Chủ đề hẹn ước thanh lịch à. Mình chốt hạ luôn đứa bên trái các bạn ạ. Ăn mặc rất chi là đáng yêu thanh lịch lữ tính. Còn cái đứa bên phải trông tâm hồn no có vẻ không được thanh lịch cho lắm. Với cả theo kinh nghiệm chơi game 15 của mình, ăn mặc mát mẻ ít đồ thế này thì điểm sẽ thấp lắm. Thôi mình chốt hạ luôn nhé. Nói nhiều các bạn lại bảo là thằng này đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm. Ê, nhìn đây này. Quê vãi luôn. Quê thịt mẹ. Các bạn ạ, các cụ đã nói rồi, vạn sự khởi đầu lan mà. Cái gì mới đầu mà mình chả gặp khó khăn chắc chở. Sau đó thì mình mới vươn lên để chiến thắng trong vinh dự. Đó mới là cái kết đáng tự hào con chào màu nhé. Đào tiền. Tiếp theo là chủ đề chào đón năm mới. Lần này mình sẽ tiếp tục chốt hạ đứa bên trái. Nhìn phong cách thời trang rất là đẹp. Còn cái đứa bên phải trông như con dở hơi tập bơi, đã mặc váy ngắn, lại còn quấn cái khăn len, cầm cái ô đi vụt chó, chứ đón năm mới cái gì. Nhìn mình thể hiện trình độ đây này. Không có gì đáng cười hết nha. Các cụ đã nói là quá tam ba bận, không có ai dẫm phải ba lần trên một bãi cứt cả. Lần này mình chắc chắn sẽ chọn đúng, để cho các bạn thấy rằng mình là một thằng đàn ông có bản lĩnh, biết vươn lên trong cuộc sống. Ở cái chủ đề giao thừa ấm áp này thì cực kỳ dễ chơi rồi. Các bạn nhìn con bé bên trái thì biết, mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng như tờ giấy, xong là quấn cái choàng vải quanh đít lộ cả silip ra. Còn cái đứa bên phải nhìn thôi đã thấy ấm áp toát mồ hôi đít rồi. Với cả spotlight dành hết cho đứa bên phải, lần này chắc chắn 100% là đúng rồi đây này. Lần này mà chọn sai ấy, thì mình là con chó. Gâu gâu. Các bạn ạ, cái gì lo cũng có nhân quả báo ứng cả đấy. Mình biết là các bạn đang cười ỉa trên nỗi đau sở cau của mình, nhưng mà nghiệp nó đến nhanh lắm đấy. Cười người hôm trước thì hôm sau người cười nhé. Sau khi mà đã thua cay đắng chủ đề lúc nãy, mình đã giác ngộ ra một câu chân lý để đời. Đó là những cái trang phục mà như kiểu muốn dìm hàng bộ đồ khác thì lo mới là sai. Còn những trang phục như kiểu bị dìm thì lo mới là đúng các bạn ạ. Như trên hình đây này, cái đứa bên trái lo như kiểu muốn đổ cái ly hãm hại đứa bên phải, xong là còn chọc cái gậy vào lưng bạn ấy nữa. Nhìn khuôn mặt của bạn bên phải trông rất là đáng yêu ngây ngô các bạn ạ. Chính vì vậy
mình khẳng định với các bạn lần này chắc chắn là đúng đây này. Nếu mà sai ấy, thì mình sẽ chọn đúng vào lần sau các bạn ạ. Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ? Các cụ nói cấm có sai mà. Đàn bà là những liềm đau anh em ạ. Vừa rồi con bé bên phải nó trả vờ giả nai để cho mình mũi lòng mà chọn nó. Cái trái tim ấm áp xoáy ca men lì của mình nó lại dễ tin người lên ngậm trái đắng đây. Đúng là ở đời không nên tin bất cứ thứ gì. Ở cái chủ đề kế tiếp này, mình quyết định chọn cái bạn bên phải quấn rất nhiều đồ, khả năng điểm rất là cao. Còn cái đứa bên trái, trông nó ăn mặc luộm thuộm quấn dây dợ khắp người, trông dáng dấp có vẻ gian manh lắm. Xong là còn giả lai ngây ngô bị dìm hàng chứ. Ông chỉ bị mắc lừa một lần thôi nhé. Đừng hòng lừa được ông mày lần thứ hai. Nhìn đây này. Đéo trời lượng nghỉ. Mình tức mà mình buồn ghê luôn á. Tối ngủ không được, đủ cũng đỉ mẹ mày. Bởi vì anh biết đấy, ra sôi làm ăn bươn trải. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí, nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Mình vừa nghe thầy huấn động viên và lấy lại sĩ khí rồi đây chị em ạ. Năm mới cũng đến đít rồi, mình không nên cay cú con tu hú làm gì cho nó bực dọc các bạn ạ. Chúng ta hãy cùng bắt đầu lại từ đầu thôi nào. Ở cái chủ đề năm mới này, mình chắc chắn là đứa bên phải các bạn ạ. Từ cổ chí kim sống 30 mùa bánh chưng rồi, mình không bao giờ thấy ai lại mặc đồ lót đi đón Tết bao giờ cả. Biết là game nhưng nó cũng không thể vô lý như vậy được. Các bạn hãy nhìn đây này. Hiểu kiểu gì? Cái định mệnh nhà lo lựa lần này nó lại tiếp tục xuất hiện nữa các bạn ạ. Mày thích solo với ông 300 hiệp thì ông chiều. Quan này nó chỉ nhuộm lại mỗi cái màu tóc thôi, còn đâu quần áo giày dép. Nó còn khinh mình đến nỗi không thèm thay luôn. Lần này mà thua ấy thì mình đập luôn con iPhone XS 15 Pro Max 850GB của mình luôn đây này. À, thì ra là mày, con quỷ mị. Chính con này 7 tháng trước, nó đã làm mình nhục nhã trước mặt các bạn đây. Nếu mà các bạn xem clip lần trước thì cái con quỷ mị dở hơi ăn mặc hai lúa này, lo đã làm mình chọn sai đến hai lần. Đúng là oan gia ngõ hẹp trái đất hình cầu. Ngày hôm nay bà sẽ rửa hận mối thù truyền kiếp này. Chỉ cần phục thù được phát này thôi là mình mãn nguyện lắm rồi. Giờ này không cần soái ca men lì đẳng cấp làm gì nữa. Lao, hãy chốt hạ lần cuối đi. Có lẽ là thôi các bạn ạ. Lần này mình tiếp tục làm cáng mắt nổ mắt xịt đi về rồi. Mình sẽ nghỉ chơi cái sự kiện khám lọ này thôi. Xin hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Goodbye, see you again. Good luck. Cô chào như mặt bố mình nhé.